What's up? Xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel Boss Gear. Hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu cho các anh em một cái bộ combo bàn phím. Bộ này thì có trên shop mình cũng khá lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình có dịp review. Thì đây chính là bộ PSPY K33. Các bạn có thể thấy là đây là một bộ combo giả cơ, và nó sẽ được làm một cái thiết kế kiểu rất là hầm hố như thế này. Đó, thiết kế rất là hầm hố và sẽ có đế bọc kim loại và nó sẽ hơi bè ra với những cái đường góc cạnh khá là nhìn nó giống như là kiểu như các cái vũ khí vậy, hay cái bộ giáp nhìn rất là chắc chắn. Và vì nó là làm bằng không kim loại nên các bạn yên tâm về cái độ chắc chắn của nó, rất là cứng. Đó, các bạn nhìn thấy nó sẽ có thêm cả cái đường kim loại dài ra tới đây, nhìn rất là chi là hầm hố đó. Và nó sẽ phối hợp giữa hai màu đó, màu đỏ và màu mình thấy đây là dạng như màu xám cho, tức là xám hơi nghiêng về màu đen một chút. Ở đây chúng ta sẽ có các cái phần đèn báo màu đỏ, và đây này sẽ có các cái điểm nhấn màu đỏ ở các cạnh đây. Và cái khay trên này chính là cái khay đặc biệt mà mình dùng để có thể mình kèm theo, mình cắm cái điện thoại lên để chưa vòng trường hợp chẳng hạn như là bồ gọi, hoặc là mình đang chơi mà mẹ gọi không nghe thì vỡ mồm đó. Đấy là dùng giống như để mình biết được mà chuẩn bị sẵn sàng tư thế mà nghe cuộc gọi đấy. Ngoài ra thì con này là bàn phím giả cơ cho nên nó sẽ có thiết kế keycap, là thiết kế các cái nút bấm rất là cao như thế này, nó sẽ hơi nhô cao lên. Chính vì vậy mà nó sẽ có lực bấm nặng hơn, và đồng thời nó cũng sẽ có cái độ nảy cũng cao hơn là những cái con bàn phím thuộc dòng phím văn phòng. Đấy. Nó cũng sẽ dễ vệ sinh hơn nha các bạn. Các bạn đã thấy được cái lớp phủ kim loại phía trên nhìn rất là đẹp. Ngoài ra thì mặt sau của con này cũng không có gì nhiều, chỉ có là các cái đệm cao su để chống trôi, chống chày, chống trượt khi mà mình sử dụng. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cái lẫy để nâng độ cao độ phím lên, mình dễ bấm. Con này có một cái đặc biệt nữa là tuy vậy nó vẫn được bọc dù. Cái tuy là giả cơ nhưng cái dây của nó sẽ vẫn được bọc dù khá là chắc chắn. Kèm theo đó sẽ là một cái cục nam châm chống nhiễu tín hiệu ở đây để tín hiệu đi rõ ràng hơn. Đi kèm với nó sẽ là một cái con chuột trong bộ combo. Đây cũng là chuột của thằng PSPY luôn, sẽ có logo chuột ở đây đó. Ngoài ra thì con chuột này cũng có khá đặc biệt là khi cái đế của nó sẽ được phủ một lớp kim loại và có 4 tấm phít khá là to. Phủ kim loại đây có để cho giúp cho chúng ta khi mà cầm chuột thì có cảm giác đầm tay hơn. Và nó cũng sẽ có 6 nút để hỗ trợ gaming luôn, DPI tùy chỉnh và con lăn. Phím của bấm của con switch của con này thì khá là nhẹ, được thiết kế kiểu dạng đối xứng nha các bạn đó. Và cái này thì nó phím bấm của nó khá là nhẹ, kêu cũng rất to và có thể điều chỉnh DPI trực tiếp rất nhanh. Con này thiết kế đối xứng nên có thể cầm dễ dàng với cả hai tay trái và phải luôn. Với cái bộ combo như thế thì quá là ngon rồi. Và chúng ta sẽ có hệ thống đèn LED của con này nữa. Bây giờ mình sẽ thử tắt đèn đi và cùng lên cái hệ thống đèn LED nhé. Là cái hệ thống đèn LED của con này, đèn LED của nó rất là sáng. Trong vòng ban đêm thì các bạn có thể yên tâm là sử dụng và không sợ không nhìn thấy nút. Đó. Thì nó sẽ có ba cái dải màu chính nằm ở ba khúc phân khúc như thế này. Thì khi các bạn ấn thì nó sẽ có thể thay đổi màu được với cái viên bản màu đen cam như thế này. Mình sẽ ấn FN cộng với là SL để mình thay đổi màu. Đó, nó sẽ có ba cái màu khác nhau như thế này thôi. Và cũng có thể chuyển chế độ là chế độ Breathing, tức là sẽ là chớp tắt. Nó sẽ có hai chế độ chớp tắt là chớp tắt và thay đổi lần lượt ba cái chế độ màu. Và chớp tắt chỉ có một chế độ màu thôi, liên tục như thế này. Đó. Đấy. Thì cái này nó chỉ có chế độ màu đơn giản thôi, tại vì nó là phím giả cơ chứ không phải là thuộc dạng cao cấp. Và từ cái con chuột của nó cũng sẽ có màu mè rất là nhiều. Đây.
Thì con chuột của nó sẽ có tự động đổi màu theo 4 màu đó, lần lượt đấy, màu xanh rồi màu đỏ rồi màu tím, xanh lá cây vân vân. Các bạn có thể thấy nó đổi màu lần lượt như thế này, rất là đẹp. Và khi mình chỉnh DPI thì nó cũng sẽ đổi màu để báo hiệu biết là mình đang đổi sang DPI đó, rất là đẹp. Với cái tầm giá tiền khoảng tầm hơn 400 ngàn thôi, mình sẽ có một bộ combo rất là tuyệt vời như thế này. Và cái con này nó sẽ có những cái điểm lợi, đó chính là dễ dàng vệ sinh này, và có play kim loại, dây bọc dù. Ngoài ra thì còn có cả chế độ đèn LED nền, rất là đẹp. Và cái đặc biệt nữa của con này chính là cái keycap của nó. Cái keycap của con này thì nó sẽ được làm bằng double shot. Đây, để mình lấy lại cho các bạn coi. Tại vì cái con này nó sẽ sử dụng là keycap double shot, cho nên nó sẽ không có bay chữ theo thời gian. Rất hiếm những cái con bàn phím nào mà sử dụng xuyên LED mà lại có double shot như cái con phím này. Đây là phím giả cơ thôi, mà nó vẫn hỗ trợ double shot, cho nên các bạn dễ yên tâm là nó sẽ không bị bay chữ những cái con bàn phím giả cơ khác đó, mà vẫn có thể xuyên LED, nhìn khá là giống với lại phím cơ đó. Cái điểm mạnh nhất của con này mình nghĩ đó là ở đây. Và ngoài ra thì cái hệ thống LED của nó, chúng ta còn có thêm một cái điểm đặc biệt nữa là nó sẽ có cái để mình kê điện thoại ở đây, và nó sẽ đi kèm với con chuột, cũng có dây bọc dù và cục chống nhiễu luôn, rất là ok đó. Đấy là những cái điểm mạnh của con này. Và ngoài cái phiên bản màu trắng, màu đen đỏ như thế này này, bên mình còn có những cái phiên bản như là màu cam với cái đèn giải đèn LED toàn bộ màu cam luôn. Và nó sẽ không có thay đổi cái nhiều chế độ màu, nó chỉ có một màu cam thôi, nhưng mà là rất là đẹp, nhìn rất là sang chảnh. Ngoài ra thì còn có phiên bản màu trắng với cũng giống như phiên bản này, cũng có đèn LED giống như phiên bản này, nhưng mà nó chỉ là nó là phối hợp giữa màu trắng và màu xanh, nhìn khá là lạ, dành cho những bạn nào thích tông màu trắng. Đấy là toàn bộ những gì về cái con bàn phím, bộ combo bàn phím BFGY K13 này. Đó, đây là một cái bộ combo mình đánh giá cao ở với tầm phân khúc giá. Các bạn thấy sao về cái bàn phím này, comment phía dưới. Nếu các bạn thấy video mình làm hay thì có thể like và share, đồng thời subscribe kênh giúp mình. Xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.